Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, đời sống chăn gối là chủ đề muôn thuở luôn được quan tâm. Nhưng vì ngại ngùng mà ít ai tìm hiểu một cách công khai, minh bạch. Thực tế cuộc sống sinh lý, chất lượng không chỉ đem lại hạnh phúc tinh thần mà còn có lợi cho sức khỏe, đẩy lùi nhiều bệnh tật. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng tìm hiểu 3 nội dung về nam khoa như sau. 1. Tinh dịch loãng như nước lã vì thói xấu này. 2. Bón lọ nước thần kéo dài thời gian. 3. Đàn ông sinh hoạt cực khỏe nếu ăn trứng luộc kiểu này. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. 1. Tinh dịch loãng như nước lã vì thói xấu này. Thưa quý vị, tỷ lệ vô sinh ở đàn ông Việt Nam ngày một tăng. Trong đó, vấn đề tinh dịch loãng là nguyên nhân nổi trội hơn cả. Cần phải hiểu rằng, trong tinh dịch của đàn ông có hai phần, gồm tinh trùng và dịch. Bình thường, tinh dịch thường đặc sệt và có màu trắng. Tuy nhiên, có một vài vấn đề có thể làm thay đổi màu sắc và độ đặc của tinh trùng. Tinh trùng loãng là hiện tượng chất lượng và số lượng tinh trùng bị giảm sút, ảnh hưởng đến cảm giác trên giường lẫn chức năng sinh sản của đàn ông. Có những thói quen khiến tinh dịch của đàn ông ngày càng loãng. Điển hình như 1. Chế độ ăn uống thiếu kẽm. Tinh trùng loãng thường xảy ra ở nam giới bị thiếu kẽm. Lúc này, hệ miễn dịch của nam giới gặp vấn đề và coi tinh trùng là tác nhân lạ, nên sản sinh kháng thể chống lại. Điều này có thể bắt nguồn từ thói quen thích ăn thịt đỏ, thịt mỡ, nội tạng động vật của đàn ông, nhưng lại lười ăn hải sản và thực phẩm giàu kẽm khác. Để bổ sung, bạn nên thêm các loại hải sản có vỏ vào chế độ ăn, điển hình như tôm, hàu, sò huyết, cua, với cường độ 2-3 bữa mỗi tuần. Có thể kết hợp viên bổ sung kẽm để đạt kết quả tốt hơn. 2. Lạm dụng rượu bia và chất kích thích. Thói quen lạm dụng các loại đồ uống có cồn như rượu bia hay sử dụng chất kích thích, hút thuốc lá đều là những nguyên nhân có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Ngoài ra, đàn ông nghiện cà phê, nước tăng lực, nước ngọt có ga, nhiều đường cũng có nguy cơ bị loãng tinh trùng. Vì vậy, nếu trót thích các loại nước này thì nên tiết chế không uống quá 2 cữ mỗi ngày, đặc biệt hạn chế uống vào chiều tối. 3. Sinh hoạt quá nhiều. Đàn ông sinh hoạt quá nhiều, xuất tinh quá thường xuyên thì chất lượng tinh trùng cũng loãng dần đi. Theo đúng cơ chế tự nhiên của cơ thể, để tinh dịch khỏe mạnh, không loãng, nam giới cần ít nhất vài giờ để sản xuất thêm một lượng tinh dịch bình thường và lành mạnh. Vì vậy, việc sinh hoạt liên tục trong một đêm hoặc một ngày chưa chắc đã tốt. Về lâu dài, khiến chất lượng tinh dịch giảm sút, muốn thụ thai sẽ rất khó khăn. Vì vậy, nhiều cũng không bằng đủ. Đàn ông nên biết tiết chế trong cả ăn uống lẫn sinh hoạt để có chất lượng sinh lý, khỏe mạnh, ổn định nhất. Bên cạnh tinh dịch loãng, hiện tượng chưa tới chợ đã hết tiền cũng khiến cánh đàn ông đau đầu. Kỳ thực, ta hoàn toàn có thể khắc phục nó bằng đường ăn uống. Trong căn bếp Việt có hàng chục loại thảo dược quý, ép lấy nước uống rất tốt cho sinh lý, kéo dài thời gian chăn gối mà không có tác dụng phụ với sức khỏe. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị lắng nghe nội dung tiếp theo. 4 loại nước thần kéo dài thời gian chăn gối. 1. Nước nhà đam. Loại nước này vừa thanh nhiệt giải độc, vừa làm đàn ông thêm sung mãn. Nghiên cứu cho thấy, dịch của nha đam có khả năng tăng sinh hormone nam, testosterone. Lượng hormone này càng dồi dào và ổn định, sức khỏe chăn gối càng mạnh mẽ. Nó giúp duy trì độ dẻo dai, sức mạnh, cải thiện các bệnh nam khoa thường gặp như rối loạn cương dương, thở gấp, hơi thở yếu khi hành sự. 2. Nước ép dưa hấu. Trong dưa hấu có một loại axit amin kỳ diệu,
được chứng minh là tăng cường khả năng cương cứng, rất tốt cho người bị chứng rối loạn cương dương hoặc sức sớm, nhanh xìu. Khi axit amin này đi vào cơ thể, nó thúc đẩy tuần hoàn máu đến hạ bộ, giúp cho bộ phận này luôn sung mãn và khỏe mạnh, từ đấy kéo dài thời gian lẫn chất lượng của cuộc sống chăn gối. 3. Xin tố chuối. Câu nói ăn gì bổ nấy đặc biệt đúng trong trường hợp này. Chuối được xem là Viagra tự nhiên, giúp hạ bộ đàn ông thêm cường tráng và dẻo dai. Nguyên do là chuối giàu enzyme bromelain nên có thể giúp bạn sung sức hơn cũng như tăng ham cho bạn. Ngoài ra, đây là loại quả giàu năng lượng, sẽ ngay lập tức cung cấp sức mạnh để sẵn sàng lâm trận. Không phải tự nhiên mà vận động viên hay người tập gym thường ăn một quả chuối trước khi tập, vì nó cung cấp năng lượng cho các hoạt động cơ bắp. Với nguyên lý tương tự, ăn chuối hoặc uống sinh tố chuối sẽ giúp quý ông sung hơn trông thấy. 5. Trà mật ong gừng. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này kích thích máu bơm xuống hạ bộ mạnh mẽ, giúp bộ phận này luôn có đủ năng lượng để hành sự trong thời gian dài. Đặc biệt, mùi hương của gừng kích thích hệ tuần hoàn, cho phép máu được luân chuyển. Gừng cũng giúp khôi phục sức mạnh cho những người bị bệnh, làm săn chắc cơ thể và kích thích ham muốn trở lại. Sau bữa tối, đàn ông uống một tách trà mật ong gừng pha bằng nước ấm, vừa giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, lại tăng cường sinh lý hiệu quả, gọi là một công đôi ba việc. Uống là một chuyện, vậy ăn thì sao? Ăn cái gì giúp đàn ông luôn sung mãn và nam tính? Trứng là câu trả lời. Món ăn bình dân rẻ tiền và gần gũi này lại có tác dụng tuyệt vời cho cả nam và nữ. Thể chất nam nữ khác nhau, chỉ cần thay đổi cách luộc trứng là có ngay thuốc bổ cho cả vợ lẫn chồng, nâng cao đời sống chăn gối, bồi bổ sức khỏe lẫn tinh thần. Đàn ông sinh hoạt cực khỏe nếu ăn trứng luộc kiểu này. 1. Trứng luộc với câu kỷ tử, bổ thận, tráng dương. Vấn đề đáng lo ngại nhất của nam giới là thận không tốt. Thận đàn ông mà thiếu dương, bị lạnh, hoạt động sinh lý sụt giảm ngay lập tức. Khi đến tuổi trung niên thì khí huyết suy yếu dần, gan thận mất đi tinh khí. Nếu không cải thiện được, sẽ ảnh hưởng lâu dài tới chuyện giường chiếu lẫn sức khỏe. Thực ra nam giới không cần phải uống đủ các loại thuốc bổ để bổ thận. Trứng luộc với câu kỷ tử đã có đủ tác dụng thần kỳ với tính chất tăng tiết. Trứng là vị thuốc đi vào thận để nạp tinh, có tác dụng ích tinh, là chất khử để phục hồi sinh lực. Kết hợp với câu kỷ tử càng tăng gấp đôi tác dụng bổ thận, tráng dương. Cách làm món này cũng rất đơn giản. Bạn luộc trứng trong nước có thêm 30g câu kỷ tử. Trứng sau khi chín, bóc vỏ. Vừa ăn trứng vừa uống nước luộc, dùng khoảng 3 đến 5 ngày liên tục. Dùng một tuần rồi lặp lại, sẽ thấy cơ thể cường tráng, tinh thần soạn khái dần dần. 2. Trứng luộc với cháo gạo, dưỡng âm cho phụ nữ. Đàn ông sợ nhất là thiếu dương, thì phụ nữ sợ nhất là thiếu âm. Kỳ thực, trứng luộc cũng rất có ích cho thể chất và tinh thần phụ nữ. Từ đấy, nâng cao đời sống chăn gối của cả vợ lẫn chồng. Vì lý do sinh lý, hàng tháng, phụ nữ mất một lượng khí huyết đáng kể. Vì vậy, trứng luộc với cháo gạo sẽ giúp bổ sung lượng khí huyết này. Cả trứng và cháo gạo đều giàu vitamin B và chất sắt, tương đương với uống thuốc dưỡng khí. Ngoài việc dưỡng khí bổ huyết, còn có thể làm cho đường huyết tăng chậm, da dẻ hồng hào, căng bóng. Cách làm món này cũng đơn giản. Bạn chuẩn bị 1-2 quả trứng gà rửa sạch, không bóc vỏ, cho vào nồi nấu cháo. Nhớ nấu khi nước còn lạnh lúc đầu, nếu không trứng sẽ bị nứt. Sau khi trứng chín, bạn vớt trứng ra bóc vỏ để ăn. Nên ăn 3-4 bữa một tuần để có kết quả rõ rệt. Thưa quý vị và các bạn, bài thuốc đơn giản trên cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng sau video này, quý vị sẽ có thêm mẹo sinh hoạt và ăn uống cho cả vợ lẫn chồng, giúp cuộc sống chăn gối thêm màu sắc và lành mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn
ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.